Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Rượu Vũng Tàu, chuyên sang Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm của Ủy ban xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây, trước màn hình quý anh chị là trường tiểu học Long Mỹ này. Còn sát bên trường học và trung tâm văn hóa này. Còn sau lưng đất của mình là Ủy ban Long Mỹ. Thị trấn Phước Hải chuẩn bị sáp nhập vào Long Mỹ rồi quý anh chị. Là sau này không còn xã Long Mỹ nữa, mà đất của mình là thị trấn Phước Hải. Và ủy ban thị trấn Phước Hải sẽ dời về ủy ban Long Mỹ này, thành là thị trấn Phước Hải luôn quý anh chị. Mình là sau lưng ủy ban ha. Đây, cách một lô đất này là tới ủy ban quý anh chị. Đấy, cái tòa nhà cao cao này là ủy ban này. Đó, sau cái đám cây này ha. Cách khoảng tầm là 200 m thôi. Thì hôm nay em lên cho anh chị một cái lô đất góc hai mặt tiền nha. Trên đất của mình là có một cái căn nhà cấp 4 cũ này thôi. Chủ yếu bán đất, và trên đất của mình là có sẵn một vườn nhãn luôn quý anh chị. Đó ha. Tí nữa em sẽ đi sâu vào vườn cho quý anh chị xem. Thì mình lại góc hai mặt tiền quý anh chị. Một mặt tiền đường nhựa nhánh này là 53 m này. Đây, từ cái mí trụ điện này ha, chạy dài tới hàng cọc này, đó, tới cái mí nhà cấp 4 bên kia là 53 m. Còn mặt tiền đường liên xã Long Mỹ bên kia là 33 m. Trên đất của mình là có nhà cấp 4 này luôn quý anh chị. Thì chủ có nói là đang kẹt ha, và muốn bán gấp, giá chỉ có 6 tỷ thôi. Anh chủ nói là qua giai đoạn này khoảng tầm tháng hơn tháng nữa là anh chủ sẽ là lên thổ cư và phân ra 4 lô nha. Phân ra 4 lô, bán lô là 3 tỷ nha quý anh chị. Nhưng mà anh chủ là chưa có vay được nên là chưa có tính đến phương án đó. Nếu mà bán được thì bán, còn không bán được là tính phương án đó nha quý anh chị. Đây là ủy ban này, tại vì trời hôm nay là sắp mưa rồi nha quý anh chị. Sắp mưa nên là em cố gắng em tranh thủ em quay nhanh nha, tại vì mù đen rồi. Thì em xin nói là hướng này nè, là mình đi thẳng ra khoảng tầm là 500 m là tới ngay tỉnh lộ 4B. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý vị xem. Thì đường tỉnh lộ 4B đó là đường huyết mạch ha, xe Hoa Mai toàn thắng là đi ngang qua đường tỉnh lộ đó quý chị. Còn hướng ngược lại đây là mình đi ra ngay cổng chính của ủy ban nhân dân xã Long Mỹ nè. Mình là sau lưng của ủy ban luôn quý chị. Thì mặt tiền đường nhựa chính này quý vị là 33 m ha. Đây, tới ngay trụ điện bên này. Lô đất giá cực kỳ hời luôn quý anh chị. View núi Minh Đạm, đứng đây là mình nhìn thấy núi Minh Đạm này. Bên kia đầu núi này là lăng rừng. Đây, tới ngay trụ điện này quý anh chị. Lô đất của mình là điện nước đầy đủ rồi. Khu dân cư rất là đông đúc, trường học, ủy ban, chợ đâu đó khoảng tầm 100 đến 200 m thôi. Đây quý anh chị, là 33 m mặt tiền đường liên xã này. Còn mặt tiền đường trường học ở trong đó là 53 m nha quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đi sâu vào cho quý chị xem. Đó, anh chủ có nói rồi ha, nói chung là bán nhanh, giá chỉ có 6 tỷ thôi, giá chốt luôn anh chị. Anh chủ mà xây được tiền rồi là sẽ không bán giá này nữa nha. Và sẽ phân ra 4 lô. Và mỗi lô ở đây ngang 10 thì đâu đó khoảng tầm là 3 tỷ ngoài rồi. Thì anh phân ra 4 lô rất là lời luôn. Đây có nhà cấp 4 đây nha quý chị, điện nước đầy đủ rồi. Trên đất mình có vườn nhãn. Nhãn này chắc cũng sắp thu hoạch rồi quý anh chị. Trái to rồi, trái chín đây nè. Chín rồi. Ngọt. Ngọt lắm. Đây, nhãn này quý anh chị. Tổng diện tích của mình là 1.416 m². Góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp đây. Chủ đã bao quanh hết cẩm gai rồi. Bao quanh hết cẩm gai rồi ha. Đây, từ cái mấy đường nhựa đây quý anh chị. Ngay nhà cấp 4 này. Chạy dài vô ngay góc này là 35 m. Xong rồi chạy ra đường nhựa bên kia, góc hai mặt tiền. Thì mặt tiền đường liên xã là quay về hướng Tây Bắc. Còn mặt tiền đường vào ủy ban, vào trường học là hướng Đông Đông Bắc ha. Hai mặt tiền. Giá cực kỳ hời nha. Anh chủ nói là nếu mà anh chị nào mà nhanh tay thì inbox liền cho em, còn không là chủ sẽ giữ lại và vay tiền thêm để lên thổ cư. Hiện tại đất của mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái ha. Đối diện trường học, một cái vị trí cực kỳ đẹp, đặc biệt là sắp lên thị trấn rồi, sắp sáp nhập vào thị trấn Phước Hải rồi, giá trị mình tăng rất là cao luôn quý anh chị. Đó, phía trước là ủy ban. Đây là có cái sân bóng này, xong rồi tới ủy ban
nhân dân của xã Long Mỹ ha. Còn ra đầu đường đây là một bên tay trái là trạm y tế, bên tay phải là ủy ban. À, tại vì hôm nay là em quay là ngày thường nha quý anh chị. Ở đây là thường, ở đây mà vào nhập học rồi là rất là đông luôn quý anh chị. À, đây có quán này, người ta kinh doanh đây ha. Nhưng mà tại vì chưa có tới ngày khai giảng nên là rất là vắng vẻ luôn. À, tới ngày khai giảng rồi thì ở đây là rất là sầm uất rồi, tại vì trường học ra vô đây ha. À, một cái vị trí cực kỳ đẹp quý anh chị mà giá cực kỳ hời luôn. Góc hai mặt tiền mà giá chỉ có 6 tỷ thôi. Long Mỹ, đất đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó, sát với lại tỉnh lộ 5, tỉnh lộ 4B. Để em quay ra cho quý anh chị xem. À, sau này là chuẩn bị là sát nhập vào thị trấn, là ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải là sẽ dời về ngay ủy ban Long Mỹ luôn nha quý anh chị. À, mình là sau lưng ủy ban Long Mỹ luôn. Ở đây là điện đường đầy đủ rồi quý anh chị. Có nhà cấp 4 nhưng mà nhà này nhà cũ, nhà nát, không có tính nha, bán đất thôi. Ở đây người ta kinh doanh cũng rất là nhiều luôn, đang đa số là bán quán ăn buổi sáng buổi chiều cho học sinh ha. Để em quay ra tỉnh lộ 4B rất là gần luôn. Khu dân cư đông đúc luôn rồi. Từ vị trí lô đất của mình di chuyển về biển Phước Hải khoảng tầm 3 km thôi. Vừa làm nhà vườn nghỉ dưỡng, hoặc là mình kinh doanh buôn bán, hoặc là mình phân lô tách thửa ha. Phân lô ra thì rất là lời luôn quý anh chị. Thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Cách biển khoảng tầm là 3 km chưa tới ha. Năm 600m là tới đường tỉnh lộ 4B rồi, rất là gần luôn. Đây, đường tỉnh lộ 4B này là xe khách, xe Hoa Mai, Toàn Thắng đều đi ngang qua đây quý anh chị, đi về biển đều đi ngang qua đây hết ha. Đó, xe Toàn Thắng luôn quý anh chị. Đó, không? Em nói là có luôn. Đó, xe Toàn Thắng này. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra bến xe miền Đông hoặc bến xe miền Tây là có luôn. Anh chị về Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận là xe Toàn Thắng là đi ngang qua đây. Hoa Mai đi ngang qua đây luôn ha. Đó. Thì hướng này quý anh chị, xe đó là đang đi về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh này. Cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng tầm là 12 km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km ha, đi hướng này. Còn hướng ngược lại đây quý anh chị là mình di chuyển về biển Phước Hải khoảng tầm là 3 km thôi, và cũng là hướng đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc quý anh chị. Đi đây ha, mình rẽ vào đây vài trăm mét thôi, rất là gần ha. Một cái vị trí cực kỳ đẹp cho anh chị đầu tư phân lô hoặc làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Đây quý anh chị, vị trí chấm đỏ là vị trí lô đất của mình ha, ngay trường học ủy ban đây. À, ra đây một chút xíu là vài trăm mét là tới tỉnh lộ 4B rồi quý anh chị ha. À, rẽ trái là về thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải là đi về biển. À, từ vị trí mình di chuyển ra biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm là 3 km thôi. Và di chuyển ra bờ kè Lộc An đây là khoảng tầm là 4,5 km ha. Và di chuyển về Hồ Tràm đây là khoảng tầm là 12 km. Và di chuyển về thành phố Bà Rịa đây là khoảng tầm là 12 km này. Và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đây là khoảng tầm là 80 km. À, cách thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 20 km quý chị. Đấy, anh chị quan tâm lô góc hai mặt tiền ngay ủy ban xã. Sát bên trường học thì inbox liền cho em ha. Trung tâm văn hóa thể thao luôn. Đây là trung tâm văn hóa thể thao này. Và đây là trường tiểu học Long Mỹ đây luôn. Mình là sổ sẵn, sổ mới quý vị, cùng chứng sang tiền ngay ha. Thửa đất số là số 1, tờ bản đồ 44, địa chỉ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.543,4 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây hàng năm. Góc hai mặt tiền đường nhựa luôn quý anh chị. À, mặt tiền nhựa chính là quay về hướng Tây Bắc ha. Mặt tiền đường nhựa nhánh trường học này là quay về hướng Đông Bắc.
để em soi quy hoạch của anh chị xem. Và đây là bản quy hoạch của mình quý vị, góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp ha. Hiện tại trên đất của mình là có quy hoạch đường nhánh này có vào nha quý vị, nhưng mà vào không đáng kể ha. Thì khi mà nó quy hoạch con đường này thì lúc đó đã là thị trấn Phước Hải rồi, thì lúc đó đền bù rất là cao luôn, nhưng mà em nghĩ cũng khá là lâu mới làm. Thì anh chị mình có thể về đây mình phân lô này, tách thửa, hoặc là mình về làm nhà vườn nghỉ dưỡng, hoặc là mình mua đầu tư rất là xin lời luôn. Tại vì anh chị để ý này, đó, đây là trường học ha, và kế bên trường học là trung tâm văn hóa, và sau lưng lô đất của mình là ủy ban nhân dân của xã Long Mỹ, sau này là ủy ban thị trấn sẽ về đây, mình là sau lưng ủy ban này, và đây là trạm y tế và khu dân cư rất là đông đúc luôn quý chị. Đặc biệt là mình di chuyển ra biển đây cũng rất là gần này. Đây ra biển này 3 km là đấy nè, một cái vị trí cực kỳ đẹp luôn quý chị. Anh chị quan tâm sản phẩm thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý chị.